Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, Khối trưởng Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2022. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến dự. Năm 2022, phong trào thi đua của khối thi đua các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thúc đẩy phong trào thi đua của vùng đi đúng hướng, đúng mục tiêu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Kết quả đó thể hiện qua các chỉ tiêu như tổng số diện tích gieo trồng lúa, sản lượng lúa, các chỉ tiêu về thủy sản, diện tích nuôi trồng, sản lượng khai thác, tốc độ tăng sản lượng lúa hoặc sản lượng cây trồng khác toàn vùng, tốc độ tăng sản lượng vật nuôi thủy sản, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, khối thi đua đã thống nhất đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xét tặng cờ thi đua năm 2022 cho ngành nông nghiệp các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Long An. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 tỉnh gồm Bạc Liêu, Hậu Giang và Long An. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An được chọn là khối trưởng khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Thưa quý vị, thời điểm này vào mùa gió chướng, nhiều bà con ngư dân ở cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển phấn khởi khi trúng mùa cá hố có thêm thu nhập cho gia đình. Theo ngư dân cho biết, vào đầu mùa nên lượng cá hố nhỏ, nhưng bù lại giá cá cao hơn trước, trung bình mỗi ngày các phương tiện trúng cá hố thu nhập được vài triệu đồng. Hiện các cơ sở chế biến khô trên địa bàn huyện tranh thủ thời tiết nắng tốt, thu mua cá hố tươi về làm khô để cung ứng cho thị trường cuối năm. Cá hố khô dao động từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng, tăng 10.000 đồng một ký so với năm ngoái. Cá hố được chế biến nguyên con hoặc ướp xẻ theo yêu cầu của khách hàng. Mặt hàng cá hố khô rất bán chạy vào dịp Tết bởi cá dễ chế biến và giá cả hợp lý. Các cơ sở làm khô cá hố tại các cửa biển cũng có thêm lợi nhuận và tạo việc làm thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Cùng với cua và tôm, hai loại thủy sản chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh, thì hiện nay mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm cũng được nhiều hộ dân phát triển mạnh. Chỉ riêng tại huyện Nam Căn đã có hơn 1.600 hectare diện tích với hơn 1.000 hộ nuôi. Mô hình này đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ nuôi. Qua thực tế cho thấy, sò huyết là loài thủy sản dễ nuôi, không tốn công chăm sóc. Chỉ cần mua con giống về và thả trong vuông tôm, qua thời gian khoảng 8 tháng là có thể thu hoạch. Hiện nay, giá sò huyết thương phẩm loại 100 con có giá 70-80.000 đồng một ký. Tuy nhiên, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người nuôi phải lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng nơi và chọn thời điểm thả nuôi thích hợp. Sò huyết là loài thủy sản có giá trị dinh dưỡng cao cùng với hương vị thơm ngon nên rất được các thực khách trong và ngoài tỉnh ưu tiên lựa chọn. Những năm qua, đầu ra con sò huyết luôn ổn định, người nuôi thu lãi khá cao từ mô hình này. Với nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên cũng như tiềm năng về diện tích, nghề nuôi tôm ở Cà Mau không ngừng phát triển với nhiều hình thức nuôi. Các mô hình nuôi tôm này góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể, cải thiện cuộc sống cho người dân. Ông Trần Văn Nhiệm, ấp 3 xã Trí Phải, huyện Thới Bình, có nhiều kinh nghiệm trong canh tác vụ lúa trên đất nuôi tôm. Mô hình này mang tính bền vững cao, đem lại thu nhập hàng năm hơn 200 triệu đồng từ cây lúa, tôm và cua. Trong quá trình sản xuất, ông Nhiệm cũng sử dụng thêm chế phẩm sinh học để xử lý môi trường nuôi. Tuy nhiên, việc sử dụng chế phẩm sinh học như thế nào để đạt hiệu quả cao thì ông vẫn còn nhiều băn khoăn. Bác sinh học nó có tảo, có đồ gây tảo rồi thêm gì đó. Đó giờ mình cũng xài nhưng mà ít xài cho nên cũng có khi mình cũng chưa có thần thuộc quá nhiều. Thì mình xử lý nhưng có khi mình xử lý cũng có khi nó đúng bài bản mà cũng có khi nó chắc không đúng mình nghĩ. Theo ngành chuyên môn, các chế phẩm vi sinh kích thích sự phát triển các vi khuẩn có lợi, cạnh tranh môi trường sống, làm giảm số lượng vi khuẩn có hại, ổn định môi trường ao nuôi, giúp chuyển hóa các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa, xác tảo, cặn bã thành chất vô cơ không độc hại cho tôm nuôi. Bên cạnh đó,
chế phẩm vi sinh giúp chuyển các chất độc hại thành các chất không độc, từ đó làm ổn định chất lượng nước và nền đáy trong ao nuôi. Trong cái sản phẩm chế phẩm sinh học vi sinh hiện nay đang lưu hành trên thị trường thì nó có những cái đặc điểm và cái thành phần chủ yếu những cái chủng loại vi khuẩn như sau. Thứ nhất là Bacillus, Lactobacillus, Nitrobacter, Nitrosimonas. Thì những cái dòng vi khuẩn này người ta cô lập, người ta phân định dạng và phân loại nó ra, rồi người ta sản xuất theo cái nó có những cái dòng sản phẩm như là bột hoặc nước. So với trước đây, việc nuôi tôm của bà con ngày càng gặp nhiều bất lợi. Tình hình thời tiết không ổn định, nguồn nước tự nhiên ngày càng ô nhiễm, môi trường sống cho tôm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế, canh tác cho thấy, người nuôi tôm cần thêm nhiều giải pháp hỗ trợ, trong đó có việc bổ sung chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, cả về kinh tế lẫn yếu tố môi trường. Thời gian gần đây, nhiều ngư dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển không mua được xăng dầu để ra khơi đánh bắt, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập đời sống. Đây là nội dung nhiều cử tri ở xã Tân Ân, Tân Ân Tây, Đất Mũi và thị trấn Rạch Gốc kiến nghị đến tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Hiển tại các buổi tiếp xúc. Bên cạnh đó, nhiều cử tri thẳng thắn đề xuất kiến nghị đến tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện về tình trạng một số cây cầu, lộ giao thông nông thôn xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa. Người dân đầu tư lộ đất đen đã lâu nhưng chưa thấy làm lộ bê tông. Và việc sửa chữa lộ chưa được bao lâu lại tiếp tục bị hư. Vào thời gian này, triều cường làm tràn lộ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là các điểm trường không có sân chơi cho học sinh vì ngập nước. Đề xuất ngành giáo dục nên đưa môn Anh văn vào cấp tiểu học giảng dạy. Ngoài ra, cử tri kiến nghị về chính sách an sinh xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới và các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo. Tình hình an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường từ các khu nuôi tôm công nghiệp còn diễn biến phức tạp. Huyện Cái Nước thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn bà con tiểu thương các điểm chợ về công tác phòng cháy chữa cháy. Huyện Cái Nước có 6 điểm chợ với hơn 1.000 hộ sản xuất kinh doanh, trong đó phổ biến nhất loại hình kinh doanh gắn liền với nhà ở. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm chợ, hầu hết bà con tiểu thương nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, một bộ phận bà con tiểu thương chưa quan tâm đến khâu kiểm tra bảo dưỡng bình chữa cháy sắp tay dẫn đến hư hỏng, không thể ứng phó khi có tình huống cháy nổ xảy ra, tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đoàn liên ngành huyện Cái Nước yêu cầu mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh trang bị ít nhất 2 bình chữa cháy xách tay, để những nơi dễ thấy, dễ lấy và các thành viên trong gia đình phải biết sử dụng thành thạo bình chữa cháy xách tay, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy các điểm chợ, đoàn liên ngành sẽ tiến hành phúc tra. Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh cố tình không trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Y tế huyện Nam Căn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra tổng số 146 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 111 ca so với cùng kỳ năm 2021. Trước tình hình trên, ngành y tế huyện Nam Căn tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đang tăng mạnh. Theo đó, ngành tập trung vào công tác tuyên truyền, thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức tẩm mùng, màng phòng chống muỗi đốt cho người dân, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các điểm trường và người dân phát cá bảy màu để diệt lăng quăng phòng chống muỗi đốt. Phòng chống bệnh sốt xuất huyết không phải nhiệm vụ của riêng ngành y tế, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng. Thưa quý vị, sáng nay trên địa bàn huyện Đầm Dơi xuất hiện triều cường đỉnh cao nhất trong năm 2022, gây ngập tràn nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn, cống tháo lấy nước nuôi tôm và nhà ở của người dân. Theo phản ánh của người dân, triều cường vào sáng ngày 12 tháng 11 trên địa bàn xã Tân Trung, Trần Phán, Quách Phẩm Bắc, Tân Duyệt, Thanh Tùng, Tạ An Khương đã tràn ngập hơn 20 tuyến lộ giao thông nông thôn với chiều dài hơn 20 km. Nhiều tuyến lộ bê tông xã Tân Tiến, Nguyễn Quân, Tạ An Khương Nam, nhiều chỗ ngập cục bộ, khoảng 5 hectare hoa màu người dân trồng chuẩn bị Tết Nguyên đán 2023. Hàng chục công tháo lấy nước ngập tràn vào vuông, gần 100 căn nhà người dân ngập tràn.
Dự báo của các ngành chức năng, trong những ngày tới, triều cường sẽ diễn biến phức tạp hơn. Người dân cần chủ động bồi trút bờ bao dung tôm, đồng thời tiến hành các biện pháp ứng phó để hạn chế thiệt hại do triều cường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.